Kính thưa quý vị, vòng chung kết cuộc thi tài năng nhí tỏa sáng đêm rằm được tổ chức bởi Trung tâm Thương mại Vincom Bắc Ninh sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Và đây là một sân chơi vô cùng thú vị dành tặng cho các bạn nhỏ có thể thể hiện và phô diễn tài năng. Đến với đêm chung kết của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị sẽ được thưởng thức những tiết mục vô cùng đặc sắc. Và đặc biệt hơn, trong ngày hôm nay khi dừng chân tại đây, quý vị sẽ cùng với chúng tôi tham gia chương trình Phá Cỗ Đêm Trăng Rằm. Vâng, rất thú vị đúng không ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân tiến lại gần hơn với sân khấu tài năng nhí tỏa sáng đêm rằm. Chúng ta sẽ cùng tham gia chương trình và mang về những phần quà tặng vô cùng hấp dẫn. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị.